Hello anh em, chào mừng em đến vlog tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình đang chuẩn bị thay nước nè anh em. Hôm nay mình làm một cái video rất là hay, rất là có ích đối với anh em. Thì cái này chắc là nhiều người cũng sẽ làm rồi, nhưng mà mình cũng làm lại để nói theo trên cái quan điểm của mình. Rồi anh em chờ xíu nha, cho cái nước nó đầy đầy hồ cái rồi mình bắt đầu mình thực hiện video. Rồi các anh em, nước nó cũng đầy đầy rồi nè. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái loại vi sinh mà theo mình nó là loại vi sinh rẻ nhất mà anh em có thể xài hoài không bao giờ hết luôn. Mình đố anh em nó là loại vi sinh nào. Mình có một số anh em sẽ biết rồi ha. Mình đố anh em những anh em chưa biết nha. Đó chính là vi sinh quang hợp PSP. Thì cái loại vi sinh này anh em nó có màu như vậy nè, nó có màu như vậy nè, một cái màu xì tinh rất là đẹp. Anh em hoàn toàn có thể sản xuất được cái loại vi sinh này ở nhà. Cho nên lý do mà mình nói cái này là loại vi sinh rẻ nhất là như vậy. Thì cái vi sinh quang hợp đấy anh em, theo nguyên lý của nó là một loại vi khuẩn dùng các chất cặn dư, các chất dinh dưỡng dư thừa trong nước kết hợp với ánh sáng mặt trời để tạo ra năng lượng để bọn nó tồn tại. Thì theo cái tên của nó luôn anh em, thì cái vi sinh quang hợp này á, rất là thích hợp với những hồ nước ở ngoài trời. Còn những hồ nước ở trong nhà, những hồ cá ở trong nhà, anh em nên có những cái loại đèn có bước sáng gần với ánh sáng mặt trời ha. Thì mình sẽ hướng dẫn sơ với anh em cái cách mà sản xuất cái loại này, tại vì nó cũng đơn giản thôi anh em, vì cái nó mất thời gian để mình làm thôi. Anh em cần một cái chai nước nè, một trái trứng gà, một cái hũ Yakult và nước. Rồi vậy thôi. Thì anh em đập cái trứng gà ra, anh em trộn lẫn cái chồng đỏ với chồng trắng của nó lại. Rồi cái vỏ trứng á, anh em nhớ bóp ra, bóp mịn ra là quăng luôn. Rồi bỏ Yakult vô, 2-3 thìa Yakult gì đó vô cái hỗn hợp đó. Rồi anh em đổ vào cái chai này. Thì cái chai nước không thôi, chai nước suối bình thường thôi. Nhớ có nước trong đó nha. Và anh em nhớ chừa một cái đoạn khí, một cái đoạn dư thừa như vậy nè. Đừng có để đổ đầy, tại vì con vi sinh này á, nó cần cái không khí để nó phát triển, cái oxy để nó phát triển. Anh em nhớ là bóc hết tem nhãn ra để ở chỗ mà có nhiều nắng nhất, tại vì nó là quang hợp anh em, nó cần rất là cần nắng mặt trời. Cách thứ hai là anh em dùng nước mắm với lại mì chính hay còn gọi là bột ngọt á, cùng với trứng. Thì cách làm cũng như cái kia thôi, thì thay vì anh em bỏ Yakult thì anh em bỏ nước mắm với lại mì chính vô, lòng trắng với lòng đỏ với lại trứng, cái vỏ trứng anh em cũng bóp nhuyễn đánh tan ra. Nhớ nha anh em, nước mắm nha, chứ không phải là nước hóa chất có mùi như nước mắm. Mình không nói ra, mình nói như vậy anh em hiểu rồi ha. Nước mắm mình nha, nước mắm ta đó, mắm nhỉ á, thì khoảng 15 đến 20 ngày là bắt đầu nó đổi màu ra cái màu này. Còn một cái cách nữa, nếu như anh em đã có sẵn cái chai này rồi á, đã có sẵn cái con vi sinh này rồi đó, cái chai màu này nè, thì anh em bỏ một chút vô thì nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình nó hơn và tỷ lệ thành công nó cao hơn. Thì cái này anh em, cái loại vi sinh này, vi sinh PSP này á, cái mùi của nó rất là khó chịu, tại vì
nó gọi là gì ta, vi sinh gọi là phân rã phân hủy rồi đó, cho nên là cái mùi nó rất là hôi. Nhưng mà khi anh em bỏ vô nước thì nó trung hòa ra thì cái mùi nó cũng giảm đi. Và cái loại vi sinh này anh em rất là tác dụng ha. Và cái dạng nước nữa, anh em không có cần phải giống như cái loại vi sinh bột khác là anh em phải lắc 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 nó lên rồi anh em cho nó tan đều rồi anh em mới thả xuống. Cái này anh em cứ thả trực tiếp vô thôi. À, mình nghe những anh em nói trước á là sử dụng 10 ml trên một khối, thì cái chai này là 300 ml nè, thì chắc mình sử dụng nửa là mình xài 1/5 chai á. Thì cái cách mà sản xuất cái loại vi sinh BSB này mình sẽ để dưới phần mô tả ha, nếu anh em chưa rõ thì anh em có thể vào đó rồi anh em có thể tham khảo lại. Rồi, ok bây giờ mình đánh luôn nha, cái mùi này nó khó chịu cực kỳ luôn, mình cũng không có quen ngửi cái mùi này á, cho nên mình sẽ để xa 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 ra. Rồi rất là hôi luôn, hôi lắm anh em, cái mùi này nó hôi cực kỳ. Ui mở ra là nó hôi rồi nè, ui rồi một cái màu rất là xì tinh nhưng mà cái mùi rất là hôi. Thôi lắm, mình thả xuống luôn nha, đổ trực tiếp xuống hồ luôn. Mấy quỷ cá nó chờ sẵn này, nó húp nè. Nhà ai cho tụi bay húp. Rồi đóng lại liền luôn. Cái mùi nó ghê lắm. Mình sẽ không thích cái mùi này chút nào cả. Rồi theo lý thuyết thì đây chắc chắn là loại vi sinh rẻ nhất và anh em sẽ thể sử dụng hoài không bao giờ hết, tại vì nó có thể cấy ra được. Thì anh em có thể tìm mua cái này ở trên mạng, mình thấy có nhiều anh em trên mạng có bán, giá của nó là từ 15 cho đến 20, 15 cho đến 35 ngàn một chai 300 ml, hoặc là anh em có thể tự làm tùy anh em thôi, mà làm thì nó mất thời gian, còn anh em mua thì nó nhanh. Anh em xem nè, hồi nãy cái hồ mình nó lúc mà mình đang thay nước á nó khá là nhiều bọt, bây giờ nó đã giảm gần hết bọt rồi nè. Cái vi sinh này nó khá là hay anh em, nó giảm bọt hết luôn rồi, anh em thấy không? Thì đây là một cái công dụng rất là hay của vi sinh. Nếu như hồ anh em nhiều bọt á, nó phân rã, tại vì nó dạng lỏng mà, cho nên là nó phân rã những cái chất đạm dư thừa trong nước rất là nhanh. Hồ mình nó đang rất là nhiều đạm dư thừa, tại vì mình đang cố gắng mình bơm cá cho nó mập lên để mình quay lưới cho nó đẹp. Tại vì một số anh em chê cá ốm quá, thì ốm cũng có nhiều nguyên nhân anh em, do là mình không cho ăn á, cho nên là nó ốm. Bọt là do đạm, và một điều nữa là mình muốn bơm cá cho nên mình đã tháo luôn cái hút mặt ở đây rồi. Bình thường ở đây là cái hút mặt nè, bây giờ mình tháo nó luôn để mình tránh cái trường hợp là cá nó bị trôi vô hút mặt đó anh em, thì cá nó sẽ không ăn được và nó trôi lững lờ qua cái găng lắng rất là phí. Rồi cảm ơn anh em đã xem giờ phút này nha, nhớ like subscribe cho mình. Tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày tốt lành, bye bye bye, bye, bye.